Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin kế toán và thuế của Maroc Việt Nam. Như các bạn đã biết, ngoài doanh thu ra thì chi phí luôn là yếu tố được chủ doanh nghiệp cũng như là kế toán quan tâm hàng đầu. Trên thực tế hiện nay, việc doanh nghiệp đi thuê xe ô tô để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không còn là điều hiếm gặp. Hồ sơ trong trường hợp này cũng tương đối đơn giản, không cần có hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vẫn được chấp nhận là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp, căn cứ theo điều 4 thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính. Vậy nhưng các bạn đã đặt ra câu hỏi, nếu doanh nghiệp đi thuê xe ô tô của cá nhân có kèm người lái có rủi ro về thuế gì hay không? Câu trả lời là có. Tại công văn 71321 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đã trả lời về việc cá nhân cho thuê xe ô tô có kèm người lái không phải là hoạt động cho thuê tài sản thông thường, mà đó lại được xếp vào nhóm là cung cấp dịch vụ. Và như vậy, với việc cung cấp dịch vụ thì chứng từ trong trường hợp này lại cần phải có hóa đơn và các hồ sơ hợp lệ như các giao dịch mua dịch vụ thông thường. Đồng thời, dịch vụ cho thuê xe có kèm người lái này được xếp vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bắt buộc phải đăng kinh doanh. Cụ thể hơn, hoạt động cho thuê xe có kèm người lái được phân loại vào nhóm dịch vụ vận tải đường bộ và phải được cấp phép theo quy định căn cứ tại điều 20 nghị định 86 năm 2014 của Chính phủ. Chúng ta sẽ có một sự so sánh nhỏ ở đây giữa việc cá nhân cho thuê xe không kèm người lái và có kèm người lái như sau. Nếu cá nhân cho thuê xe không kèm người lái thì chúng ta sẽ hiểu đấy như là một hoạt động cho thuê tài sản thông thường. Ngược lại, nếu cá nhân cho thuê xe có kèm người lái lại được xếp vào nhóm là hoạt động dịch vụ. Việc cá nhân cho thuê xe có kèm người lái bắt buộc phải có giấy phép của Sở Giao thông Vận tải, và ngược lại, cho thuê xe đơn thuần thì không cần giấy phép. Về điều kiện, giữa hai trường hợp này đều cần phải có hợp đồng cho thuê xe và chứng từ thanh toán trả tiền thuê xe. Nhưng có một điểm lưu ý ở đây, đó chính là đối với hoạt động cá nhân cho thuê xe có kèm người lái, việc thanh toán từ 20 triệu trở lên bắt buộc phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, nếu doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện trên thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị rủi ro về mặt chi phí hợp lệ của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau bản tin này, các bạn đã có một cái nhìn tổng quan hơn về việc chi phí đi thuê xe ô tô của cá nhân có kèm người lái và không kèm người lái để doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ cho đơn vị của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin kế toán và thuế của Maroc Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.